Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự lễ khởi công hai dự án giao thông quan trọng của đất nước. Đó là dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1. Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và các địa phương có hai dự án đi qua bằng hình thức trực tuyến qua 7 điểm cầu, gồm 4 điểm tại thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên và Đồng Tháp. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô là sự quan tâm đặc biệt của Trung ương dành cho thành phố Hà Nội, hai tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên và cả vùng thủ đô. Với tổng mức đầu tư trên 85,8 nghìn tỷ đồng, dự án có quy mô 112,8 km đi qua địa bàn 3 tỉnh thành phố, bao gồm Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Riêng trên địa bàn thủ đô, tuyến đường có chiều dài khoảng 58,2 km đi qua 7 quận, huyện, chiếm tỷ lệ 51,5%. Tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 có tổng chiều dài hơn 27 km, trong đó đoạn qua tỉnh Đồng Tháp là 16 km. Quy mô công trình 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17 m, vận tốc tối đa 80 km/h, tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng. Với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, cả hai dự án đều hoàn thành vượt tiến độ giải phóng mặt bằng đã đề ra. Riêng với dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, sau 1 năm 9 ngày đã đảm bảo toàn bộ các điều kiện để khởi công, đáp ứng đúng tiến độ đã đề ra. Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến đã hoàn thành trên 80%, trong đó thành phố Hà Nội đạt trên 84%. Thay mặt lãnh đạo các địa phương, phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sĩ Thanh nêu bật 3 kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng của thủ đô. Đó là phát huy vai trò người đứng đầu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Với tinh thần, lấy kết quả thực hiện dự án là thước đo năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời nhận thức và xác định rõ đây là trách nhiệm, là uy tín của thành phố. Huy động sự vào cuộc một cách thực chất, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở. Qua đó đã tạo hiệu ứng, lan tỏa khát vọng xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại đến từng cán bộ, đảng viên và người dân. Một kinh nghiệm cũng được Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, đó là tăng cường phân cấp, ủy quyền cho cơ sở, đặc biệt là cấp quận, huyện, xã, phường, với tinh thần giảm đầu mối, cấp nào sát thực tế và phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân thì giao cấp đó thực hiện. Xác định công tác giải phóng mặt bằng là khâu trọng điểm của trọng điểm. Ngay từ khâu chuẩn bị hồ sơ xây dựng dự án, thành phố đã thực hiện tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập. Từ đó, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không còn phụ thuộc vào các yếu tố kỹ thuật chuyên ngành của công trình, đồng thời thực hiện giải phóng mặt bằng ngay sau khi chỉ giới đường đỏ được phê duyệt. Vâng, thưa quý vị, phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển hạ tầng giao thông được xác định là một trong ba đột phá chiến lược và hai dự án được khởi công ngày hôm nay sẽ góp phần thực hiện hóa mục tiêu đến năm 2025 có trên 3.000 km đường cao tốc và đến năm 2030 cả nước xây dựng 5.000 km đường cao tốc phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Khẳng định, dự án đường vành đai 4 và cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 có vai trò rất quan trọng đối với việc kết nối, phát triển kinh tế vùng thủ đô và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các địa phương trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, đặc biệt là cách làm chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả của thành phố Hà Nội. Chúng tôi cũng rất ấn tượng Hà Nội thì các ông chí giao, trung ương thì giao cho tỉnh, tỉnh thì lại giao cho huyện, huyện thị thì báo cáo với các ông chí thế. Thì như vậy là cái phân cấp này nó tạo cái cơ hội, tạo cái điều kiện thuận lợi cho cái việc giải phóng mặt bằng. Và đặc biệt là các ông chí ở các quận huyện, rồi ở cơ sở, xã phường, để các ông chí vào cuộc. Và chúng ta rất ấn tượng về cái việc di rời các cái mộ chí, mồ mả. Cái mà cũng là một trong những cái khâu khó khăn của cái công tác giải phóng mặt bằng. Công tác giải phóng mặt bằng đã khó rồi. Đấy, là khó đối với người sống nhưng mà cũng còn rất khó với người đã khuất.
Thì cái này là các ông chí làm rất tốt và tổ chức rất là bài bản. Và chúng ta đã quyết liệt, quyết tâm trong cái thời gian vừa qua. Chúng tôi đánh giá rất cao về cái tinh thần giải phóng mặt bằng của tất cả các cái tỉnh có cái hệ thống đường cao tốc đi qua mà hôm nay khởi công. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng khẳng định chính phủ đang chỉ đạo và khuyến khích các địa phương đẩy mạnh phân cấp phân quyền, huy động các nguồn lực cho phép chỉ định thầu đối với các dự án thành phần, đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát, sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Nhấn mạnh, khởi công mới là thắng lợi bước đầu, công việc tiếp theo còn rất lớn, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành trung ương, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp, triển khai quyết liệt phương án thi công, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến việc chuẩn bị vật liệu xây dựng, bãi thải để không gây ách tắc, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Bên cạnh đó, phải thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, không để đội vốn bất hợp lý, chia nhỏ gói thầu, không được lợi ích nhóm để xảy ra tham nhũng tiêu cực, đồng thời thường xuyên đôn đốc tiến độ thi công, đi đôi với đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật và vệ sinh môi trường. Kinh nghiệm vừa rồi ở các cái dự án mà đạt tiến độ hoặc là vượt tiến độ là phải vượt nắng thắng mưa, thắng đại dịch, làm 3K 4 kíp, làm hết việc chứ không phải là làm hết giờ như các ông chí nói. Vì vậy cho nên cái lãnh đạo chỉ đạo, cái tổ chức thực hiện ở đây là hết sức là quan trọng để đảm bảo được cái tiến độ. Nhấn mạnh khối lượng giải phóng mặt bằng còn ít nhưng sẽ có những khó khăn, vướng mắc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương có hai dự án đi qua tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến việc ổn định đời sống, đảm bảo sinh kế cho người dân. Hà Nội thì các ông chí có cái kinh nghiệm, một là phân cấp, cái thứ hai là tái định cư tại chỗ. Cái chỗ này cũng là cái kinh nghiệm, tức là để cái khu tái định cư nó ít đi mà tự người dân chọn rồi tự tái định cư. Cái này cũng là cái kinh nghiệm mà tốt. Nhưng mà các ông chí phải kiểm tra. Tôi nhắc là các nơi là các ông chí kiểm tra xem là những cái nơi ở mới của người dân thực sự là bằng hoặc tốt hơn cái nơi ở cũ chưa. Chứ không phải khi người dân di rời xong cái thì là coi như xong việc. Đấy. Cái việc của chúng ta, của đảng ta bao giờ chăm lo cuối cùng là cái đời sống tinh thần vật chất của người dân. Đó. Cái ấm no hạnh phúc của người dân mới là cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Và đây là chúng ta cũng phải nói cho nó có tính chất mị dân. Mà đây là phải nói là phải làm, cam kết là phải thực hiện. Phát lệnh khởi công hai dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các cấp ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng chung sức, đồng lòng, giải quyết khó khăn, vượt qua thách thức để đưa dự án đường Vành Đai 4, vùng thủ đô và cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 về đích đúng hạn vào năm 2027.